Chào tất cả anh em, mình là Táo Độ. Hôm nay mình làm clip để nói về một món đồ chơi mình vừa lên cho con Kawasaki Z1000 của mình. Đây, đập vào mắt anh em đây là một cái kính gió. Cái kính gió này nó thiết kế rất ngu luôn. Nó đẹp thật nhưng mà thiết kế rất ngu. Mình phải lắp đến 1 tiếng rồi mới lên được cái kính gió này có 4 ốc thôi. Nó thiết kế quái dị luôn. Mà vẫn phải chế cháo luôn, chứ phải lắp như zin. Ức chế kinh khủng, may vẫn bình tĩnh để lắp lên được. Nhưng mà rất đẹp anh em ạ. Anh em nhìn từ góc này, có thêm cái kính gió nhìn trước xe nó cân đối hơn và nhìn cái đầu nó không bị đâm xuống quá nhiều. Nó cân đối, nhìn nó hoành tráng hơn rất nhiều. Anh em có thể nhìn cái clip trước của mình là không có kính gió thì nhìn cái đầu nó hơi nao xuống phía trước nhiều quá. Nhưng mà có cái kính gió này thì nhìn nó cân đối hơn. Cái kính gió nó cao lên, nhìn cái đầu nó hài hòa hơn rất nhiều. Cái kính gió này thì nó chẳng có tác dụng gì cả. Nếu mình lúc gió thì cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Đây anh em đứng từ phía sau ấy, nó chỉ nhô lên một chút thôi, nó không có tác dụng gì mấy cả. Nó chỉ tác dụng để trang trí thôi, để cho nó hầm hố hơn, cho nó đẹp hơn thôi, chứ nó không có tác dụng về lúc gió hay như thế nào cả. Nhưng mà rất đẹp. Có những cái món đồ chơi ấy thì lắp lên chỉ là để cho đẳng cấp hơn, cho đẹp hơn thôi, mà là nó chẳng có cái tác dụng gì. Và có những món đồ chơi thì nó có tác dụng rõ rệt, như giỏ đen hay tay côn tay thắng hay là một vài thứ nó có tác dụng về hiệu quả của chiếc xe. Nhưng vài món thì nó chỉ có tác dụng là để trang trí mà thôi, như kiểu ốc này, kính gió này, hay là yên solo, hay là một vài rất nhiều cái món chỉ là mang tính chất là trang trí. Đây em nhìn bề ngang này, chiếc xe nó nhô lên, cái đầu nhô lên nó rất cân đối. Clip này mình làm mình chỉ này nói qua về cái món đồ chơi mình vừa lên thôi, cũng không có cái gì quá sâu sắc cả. Đó, anh em nhìn ngang xe đẹp hơn rất nhiều. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip của mình nhé.